Đâu quá nhà. Sáng em đi bắt được mấy con cá cả nhà. Cái này nhà em cũng lu bu. Cái này bún cá lóc. Ngon mấy ha. Ừ, còn có chê nè. Cá này mình làm gì ăn vậy? Kho đi em. Vậy anh đi tắm đi ha, cái em mặn cá mình kho ăn. Em xin chào cả nhà. Nhân dịp lễ 8 tháng 3 em xin chúc tất cả phụ nữ trong nước và ngoài nước có một ngày lễ vui vẻ và thật hạnh phúc. Anh Đại đoàn anh có đi bắt được mớ cá này cả nhà. Thì cá em cũng mặn xong rồi. Và cá này em phần nửa em kho và phần nửa em chiên. Rồi cá này em bớt lên em kho. Cá lóc với cá chê thì em bớt lên kho. Nó này để chiên. Để lúc nào chứ. Rồi gia vị em cũng để cho dĩa dành cho vô luôn. Để nước mắm vô một lát thôi cho nó thơm. Rồi em để cá ớt cá cho thấm một lát em kho. Rồi, em ớt cá em chiên nha, mấy cá rô phi này đấy, mình chiên. Chào cả nhà nha. Quá đi rất cũng nhỏ này học gì. Này cá này mình chiên với ha. Ủa, ớt nước mắm không? Cá em có để nước mắm. Để được ngọt vô. Thì củ hành em cũng âm sẵn rồi em để ớt cho nó thơm. Thì cho thấm lát cái em chiên. Cá nãy em bắt về giờ em làm cũng xong rồi, ớt xong rồi giờ em nhúng lên lửa lên cũng kho. Lửa cũng cháy rồi giờ em để chảo lên kho. Cá cũng thấm rồi giờ em để nước vô. Dính rồi em để mỡ vô cho nó khô. Vậy em cũng để nó chết vô. Để cho nó hành vô cho nó khô. Xíu mình cũng có cơm ăn cũng ngon. Rồi nhắc đến chiên cá. Cá cũng thấm rồi em để chảo lên chiên. Chảo cũng nóng quá. Mỡ cũng nóng rồi em để cá vào chiên. Tại vì nãy em đốt cá không có để tỏi rồi. Yeah. Bắt cười cũng hôn xong ở nhà dọn cơm. Đây là chú cao cá chiên.
Để em cũng có để cái xài em bầm đó em ăn. Lắm có bắt mấy con cá nữa nè, giờ về em cũng khô cũng xong rồi. Bởi cái nhà chụp cơm gia đình em. Mời cái nhà chụp cơm với gia đình em. Mời chú cơm. Mời chú cơm. Mời chú cơm. Cá đó, tại cá này cũng thật. Trứng nè. Để xài vô luôn để cho cua ăn. Cá xài bông bầm với cá mà kho lạc ngon lắm nè. Nói cho chua chấm vô với cá. Ủa, để bị mình để xài vô nha. Cá dưới cái nhà. Có mắt cầm kìa. Có mắt cầm kìa. Mình chưa? Anh ngay ra một cái của cá. Cũng cảm ơn cả nhà với các bạn đồng hành cùng mình nha, đã đạt được 1.000 người đăng ký cả nhà. Mong cả nhà đồng hành trong gia đình em cũng đạt được 10.000 người đăng ký nữa nha.
Cao. Đó, cao. 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 Cao
Cô hai vô á. Đây hả? Lúc trước có chậm, bây giờ không có chậm con. Cứ đâu ạ, cái trái bự dài dài hả? Ừ. Ừ nha. Trái có chậm với chậm mà chưa? Ừ. Có bồn hả? Người dưới thích cái quả. Ừ, không cho chậm, cứ cứ có quả con. Nhưng mà nó còn chú biết rồi. Rồi, nó còn... Cái lỗi nó... Cái lỗi nó... Cái lỗi nó có bắp ra, nó chỗ ra là chỗ luôn, chứ không có bắp ra nữa. Mà dưới đó là mình chậm làm cái bụng nó không có được sai quá mà. Ừ. Có chừng... Bụng chừng hai ba nãy á. Ừ, hai ba nãy. Có chục trái nữa. Ngựa. 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 Quán để được luôn. Cái này với cái này nữa. Có khô khô lạc. Uống ngon. Chua chua chấm thêm cái cá kho nè. Cơm như là hôm nay kết thúc cả nhà. Nếu cả nhà có thương vậy chồng em cơm được. Hết chồng được chia sẻ nha. Đừng đăng ký nữa. Hẹn nhà clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye.